chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một pha sâu kim Hoài Dương, một pha sang người cắt mặt Adriano Smith rất hợp lý, không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh. Ở trận đấu với Hải Phòng thì Tiến Linh cũng đã ghi bàn. Qua đi Tiến Linh, nguy hiểm, rất bất ngờ, cùng vượt ra khỏi tầm với của Tấn Trường, đúng rất mẫu mực.